Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Sáng hôm nay mình có dịp mình đi ra cái vườn cảnh đó các bạn. Sẵn này mình chia sẻ cho các bạn một vài cái thông tin về những cái cây cảnh mà hiện tại ở Việt Nam chúng ta có nhiều cái loại cây cảnh mà có giá trị về mặt tinh thần giống như là giá trị về vật chất ha các bạn. Và có những cái cây là mang dấu ấn về lịch sử ha các bạn ơi. Đó là những cái cây mà mình chia sẻ hôm nay cho các bạn, giống như cây mai nè, cây sanh nè. Thì thường thường các bạn biết ra cây mai á, thì họ trồng để vào dịp Tết để nở bông đó các bạn. Thì những người gia chủ mà người ta thuê hoặc là những người ta sở hữu cây mai để người ta mong đem lại sự may mắn cho gia chủ, và đồng thời những cái cây kiểng khác để làm cảnh cho vui ha các bạn. Nếu như mà trong cái thế giới cây cảnh thì các bạn biết rồi là có những cây cảnh là lên tới hàng tỷ đồng hả các bạn, 5 tỷ, 7 tỷ và thậm chí tới 30 tỷ. Có những cây cảnh là bằng cái căn nhà của mình luôn rồi các bạn ơi. Đôi khi những người mà người ta chơi cây cảnh đó, người ta chia sẻ là cái giá trị như vậy lớn, nhưng mà đôi khi có tiền cũng không mua được những cây cảnh hả các bạn. Thì các bạn thấy là trước mắt của mình là các bạn, đây là một trong những cây cảnh mà họ mang về để họ uốn hình thù theo cái mong muốn hả các bạn. Thì khi mà đem về là rất là thô sơ thôi các bạn ơi. Nó không có hình thù giống như là theo cái ý là nó cong hoặc là nó có những cái bộ rễ như thế nào đó. Khi người ta mua về, người ta bắt buộc là phải uốn và người ta phải tạo hình, sau đó là nó mới thành công được. Giống như khi mà người ta trình làng thì nó mới thành công được các bạn. Thì sáng hôm nay mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn về cái cây sanh mà 7 thân đó các bạn. Một người gia chủ ở Hưng Yên đó các bạn, khi mà sưu tầm được cây sanh đó 7 thân đó, mang về và tạo hình uốn lượn. Thì sau thời gian mà họ đã chỉnh sửa rồi, họ uốn lượn và đồng thời họ tạo hình thành công, rồi sau đó họ mới trình làng ha các bạn. Thì khi mà người xem cảm thấy là cái tác phẩm của họ rất là kiệt xuất hơn các bạn ơi. Đó, rất là xuất sắc khi xem cái bộ rễ của cái cây đó hoặc là cái nguyên cái cây cảnh đó thì mọi người phải thán phục và trầm trồ. Thì gần đây ở miền Tây cũng có những cái cây mà tạo cảnh giống như là vừa rồi mình chia sẻ cây mai mà giác vàng SCC đó các bạn. Đó, và một cây mai nữa là cao 7 mét mà người chủ nhân ở Cần Thơ sở hữu là tổng trị giá khoảng 3,8 tỷ đồng đó các bạn. Thì ngoài ra ở ngoài phía Bắc cũng vậy, bây giờ họ chơi những cái cây sanh đó các bạn. Nào là cây sanh cổ 7 thân nè, bây giờ là một cái loại cây sanh cổ gần 200 tuổi ở Hà Thành ha các bạn. Đó là một cây sanh rất là đẹp và gắn bó với chiều dài lịch sử ha các bạn. Nói về cây sanh thì mình quay sơ sơ qua cho các bạn xem là những cây cảnh mà người ta ở chủ nhà vườn đó người ta mua về rồi sau đó người ta tạo hình ha các bạn. Ở đây là một vài loại cây rất là đặc biệt các bạn ơi, các bạn quan sát xem nè. Đó, những cái hình thù cái cây này đó mua về là còn cái gốc nó to bự nè. Cái này là họ chơi cây cảnh là phải từ chục năm trở lên các bạn ơi. Ở bên cạnh bên đây có một cái vườn xoài. Bên đây là có cái những cái chùm xoài rất là dễ thương ha các bạn. Wow, cái 2 chùm là chứ không phải 1 chùm các bạn ơi. Ok, rồi hôm nay mình xin phép các bạn mình chia sẻ về một đề tài và nói về cây sanh ở Hà Nội. Những người mà trong giới chơi cây cảnh đó các bạn, nói có những cây cảnh, những cái tác phẩm rất là độc đáo, nó là có giá trị về cái mặt nghệ thuật và đồng thời giá trị về cái vật chất nữa các bạn. Có thể những cái cây lên tới 5 tỷ, 7 tỷ và 10 tỷ đồng, thậm chí tới 30 tỷ đồng. Mà những cái giá trị của cây đó giống như khi họ sở hữu được, họ giống như là một cái báu vật các bạn. Họ để cho mọi người xem những cái giá trị cái cây này, nó giống như là đi sắm siêu xe vậy đó các bạn. Và so với giá trị nhà cửa cũng vậy, là có thể là bằng căn nhà và hơn căn nhà hay các bạn. Thì trong cái thế giới hiện nay là những người giàu có người ta thường hay chơi cây cảnh đó các bạn ơi. Những người ta nói là những cái giá trị như vậy nó không có phải là quá cao, mà hiện tại là mang lại cái giá trị văn hóa lịch sử lâu đời so với những cây cảnh hay các bạn. Tại vì giá trị như vậy mình thấy thì cao, nhưng mà so với họ thì họ nói giá trị như vậy là không cao. Tại vì nó mang dấu ấn lịch sử, nó theo thời gian. Có những cây 70, 80 năm tuổi, có những cây là hơn cả đời người, hơn cả 100 tuổi ha các bạn. Thì theo những cái chia sẻ của những người mà khi làm cảnh, khi người ta ngắm một cây cảnh, không phải mình nhìn vô là mình thấy đẹp là đẹp đâu, nhưng mà nó còn phân về bố cục, về hình thể nè, giá trị thẩm mỹ nè, lôi cuốn nè, về ngôn ngữ tạo hình, giống như là những cái bộ rễ độc đáo công phu và cái bộ rễ của nó là không đụng hàng theo thời gian hay các bạn. Nói chung là những cái đó là bên ngoài thôi, không có đụng hàng. Và cái độ tuổi của cây, niên đại của cây và những cái vật kèm theo, những giá trị văn hóa lịch sử, nguồn gốc của cây, nó sẽ không bao giờ được lặp lại và sáng tạo ra một cái phiên bản khác được. Vì cái cây đó nó đặc biệt là nó đặc biệt rồi, nó không có thể nào mà thay thế được, giống như là nó theo cái chiều dài của lịch sử, nó theo thời gian ha các bạn. Những cái cây đó là xem như là một cái cổ vật, một báu vật mà nó càng về lâu thì nó càng có giá trị, có nghĩa là theo từng thời gian ha các bạn. Thì trong làng cây xanh của Việt Nam á, thì nhiều người là sở hữu những cái cây rất là độc đáo. Các bạn biết không, ở dưới nhà mẹ mình á, cũng có trồng cây xanh trước cửa nhà đó, cũng mấy chục năm rồi. Có dịp mình đi về quê á, mình quay lên để cho các bạn chiêm ngưỡng cái cây xanh mà người dân trồng ở nhà thôi. Ở phía trước nhà nó, cái cây nó to lắm các bạn ơi, mỗi một năm là phải trải nhánh một lần, chứ không thôi nó tùm hết trơn á. Mà nhiều người á, là nói là trồng cây xanh trước cửa nhà không tốt. Mình với các em mình cũng kêu thôi má chặt bỏ đi, chứ để cây xanh bự quá. Thì má nói thì bây giờ tỉa nhánh thôi, còn cái thân của nó xem nó cũng đẹp. Mà mình thấy thì nó bự lắm, mà rễ thì nó cũng tua tủa tùm lum hết trơn. Nhưng mà mình thì không có biết về cái cây cảnh, cho nên là khi mình nhìn thì mình thấy vậy thôi. Những cái người mà người ta chuyên về cây cảnh á, thì họ nhìn thấy họ mới hiểu được như thế nào ha các bạn. Thì có một cái tác phẩm cây xanh cổ ở Hà Nội đó tên là Mộc Thạch Ngân Phong thôi các bạn, của ông Bùi Văn Thái ở Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là cái anh này, ảnh sở hữu một cái tác phẩm là Mộc Thạch Ngân Phong, cao khoảng 3 m, chu vi cái toàn bộ cái bộ rễ đó là chu vi ở phía dưới là khoảng 5,5 m thôi các bạn. Cây này thì có một cái giá trị kinh tế rất là cao và đồng thời là một cái giá trị nghệ thuật lớn ha các bạn. Cái năm 2010, đúng vào ngày 18 tháng 12 đó các bạn, thì cái tác phẩm này được tổ chức kỷ luật châu Á công nhận là cây xanh ôm đá nghệ thuật lớn cổ nhất châu Á ha các bạn. Thì theo giám định của chuyên môn dược ở trường Đại học Dược ở Hà Nội vào năm 2010 đó các bạn, thì xét cái mẫu vật này lấy tại cành cây xanh này, thì theo đánh giá là cây này có độ tuổi khoảng 165 năm ha các bạn. Thì theo thời gian và có thể hơn nữa, cái sự đánh giá trên lệch đó thì nó cũng tương đương là như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì theo mọi người nghĩ á, là cái cây này là so với số tuổi đó còn nhiều hơn. Bởi vì quanh năm á, là cái cây nó biến dạng á các bạn. Cái bộ rễ của nó á, là nó quằn quèo và nó phát triển ra, cho nên là cũng là khó xác định được chính xác ra cho nhà khoa học thôi các bạn. Thì theo chia sẻ của người chủ nhân này á, ảnh mới nói là cái cây này thì trước đây là trồng trong cái chậu cũng bình thường vậy đó, và sau đó là cái hòn non bộ đó các bạn, khi đặt hòn non bộ lên cho nước chảy rồi đó, thì sau thời gian, nói chung là theo thời gian 5 tháng thì cái bộ rễ này nó phát triển, bắt đầu nó ôm luôn cái hòn non bộ đó. Thì người ta nói là cái màu của đá và bây giờ màu của cây nó hòa quyện vào nhau. Những cây xanh mà cổ thực sự thì nó mới làm được điều đó, vì nó theo thời gian. Cái cây này thì theo đánh giá đã hơn 165 tuổi rồi, cho nên là bây giờ cái hòn non bộ ở đó là cái bộ rễ nó bao trùm hết rồi các bạn ơi. Cái tác phẩm này thì nó có tên cũng rất là độc đáo. Theo giới nhà mà chơi cây cảnh thì họ tạo hình và họ đặt cái cây cảnh này tên là Mộc Thạch Ngân Phong hả các bạn. Cái cây này thì là thuộc cây cảnh nghệ thuật, dòng cây xanh cổ xuất hiện đầu tiên tại triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam chào mừng ngàn năm Thăng Long, Hà Nội ha các bạn. Thì theo chia sẻ của người chủ nhân này, trước đây cái cây này có nguồn gốc là một gia đình quý tộc thời phong kiến ha các bạn. Thì trải qua bao nhiêu năm thăng trầm của lịch sử thì cây này nó đã lớn dần theo thời gian ha các bạn. Những cái dấu vết mà thời gian của cái cây này là đó, nó đánh dấu qua cái bộ rễ nó phát triển như thế nào, và nó phát triển nó rất là đặc biệt khi những cái bộ rễ của nó đó nó bung xè ra, nó thêm là rộng và nó ôm trọn cái những cái hòn non bộ đó ha các bạn. Của chủ nhân á, thì cách đây 20 năm thì cái thời điểm đó thì họ cũng tìm kiếm mua cây á, là chơi kiểng thì cũng ít người chơi, và đồng thời những cái cổ vật kiếm mà như thế này là cũng hiếm có lắm các bạn ơi. Là 20 năm trước đó, thì ảnh nói là khi mà sau khi về vườn rồi có một doanh nhân là muốn sở hữu cái cây sanh này đó các bạn, thì người ta sẵn sàng là đổi cho cái chủ nhân này là 8 miếng đất để lấy cây sanh này, nhưng mà anh không có đồng ý ha các bạn. Đó, cái giá trị rất là cao, một cây sanh mà đổi cho tới là 8 miếng đất, quá trời lớn luôn. Cái giá trị cây này hết sức là lớn, nhưng mà anh Thái anh nói là anh không có bán, tại vì anh muốn nói là anh giữ lại để làm giống như là một cái kỷ vật, là để cho mọi người chiêm ngưỡng gì các bạn ơi. Cái một cây mà 20 năm trước rồi đó mà đổi 8 miếng đất mà anh không bán là các bạn thấy là cái giá trị tới cỡ nào ha các bạn ha. Cái cây này thì có khoảng gần là 100 tán lá vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, có nghĩa là trong cái thời gian mà họ hoàn thiện đó, họ tạo hình đó các bạn, họ quấn dây chì rồi họ làm như kia nọ, có nghĩa là theo thời gian để cái tán lá của nó theo cái sự uốn cong mong muốn thôi các bạn. Anh nói là đây là dòng sanh lá mũi hài rất là quý hiếm, cho nên là những cái tác phẩm này là rất là độc đáo mà người khác là không có đụng hàng đâu ha các bạn ơi. Theo chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Trần Duy Quý đó các bạn, phó chủ tịch Hội Sinh vật Cảnh Hà Nội cho biết, đây là một cái tác phẩm rất là quý hiếm ở Hà Thành, nó mang lại trong mình một dấu ấn lịch sử, tác phẩm thực sự là vô giá, đôi khi mà bỏ ra hàng triệu đô cũng không có thể nào mà mua được một cái tác phẩm như vậy. Mà thật sự các bạn, tại vì khi mà mua á, mình đâu có phải là có tiền mới mua được đâu các bạn. Mà thật sự các bạn biết á, khi mà mua những cái cây kiểng á, thì có đôi khi á, là có tiền cũng đâu có mua được đâu các bạn ơi. Nó có giá trị thật, nhưng mà khi mà ai sở hữu rồi, ít có ai mà người ta là nhường lại cái cây đó. Nó rất là độc đáo, và tại vì coi như là có 1 không 2, đâu có ai có đâu. Cho nên là khi mà họ bán một cái cây cảnh nào đó là họ rất là nuối tiếc, mặc dù là cái giá trị cao ha các bạn. Thì trong cái thời gian gần đây là những người trong miền Nam thì chơi cây mai, rồi những người mà ở phía Bắc á, thì người ta chơi cây sanh ha các bạn. Tuy nhiên những cái loại cây mà trong giới cây cảnh á, thì cây nào nó cũng có cái giá trị khác nhau, và đồng thời là cái tác phẩm nghệ thuật khác nhau ha các bạn. Các bạn biết á, mọi người nói là khi mà ngắm nhìn thực tế á, coi như là quan sát đối diện với cái cây á, là mới thấy được cái vẻ đẹp, mới thấy hết được cái vẻ đẹp và giá trị của nó. Chứ còn khi mà nhìn ở phía sau hoặc là nhìn hình ảnh thì chúng ta chỉ thấy như vậy thôi, chứ chúng ta không có biết được là thực tế. Cho nên là khi mà mọi người nào mà muốn có dịp nào đó mà đi ngắm cây cảnh thì chúng ta đi tới vườn hoặc là thực tế để chúng ta xem ha, mà chúng ta mới biết được cái giá trị của nó như thế nào. Cái cây sanh này nó có vẻ đặc biệt là do là khi mà người ta uốn hình là cái bộ rễ của nó cũng rất là đặc biệt. Nó ôm trọn cái hòn non bộ đó các bạn. Càng ngày thì cái rễ nó càng mọc ra, và nó ôm trọn, nó quanh cái hết cái hòn non bộ, nó khi ở trong là đá luôn, không có thấy luôn. Đó, còn bộ rễ ở ngoài thì rất là đẹp, mà ngộ thì khen các bạn. Cái cây nó to bự mà trồng cả mấy trăm năm mà trong cái chậu như vậy mà nó có cái sức sống ha. Ở xung quanh đây có đàn gà nè các bạn ơi. Ở đây mình chia sẻ cho các bạn là cái cây này nó nhỏ xíu thôi, nó không có to ha các bạn. Nhưng mà khi nhà vườn á, người ta mang về người ta tạo hình các bạn ơi. Cái cây này nó cũng là rất là độc đáo, cái bộ rễ nó ngộ ghê đó. Nó uốn lên giống như hình con rắn vậy đó các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Thì khi mà nuôi lên cả mấy chục tuổi, cả trăm tuổi thì dĩ nhiên là cái giá trị của nó rất là cao, và cái tác phẩm nghệ thuật khi mà người ta uốn lượn á, các bạn thấy là đó, khi về người ta là dùng cái dây chì người ta quấn đó, nó phát triển và nó theo cái mong muốn của cái người tạo hình ha các bạn. Đó, rất là đặc biệt các bạn ơi. Nói về cây cảnh thì chắc có lẽ là trong giới cây cảnh người ta mới hiểu hết, còn ở đây mình chỉ chia sẻ cho các bạn một cái những cái nào mà gọi là mọi người đang quan tâm thôi ha. Nè các bạn thấy những cái cọng dây chì này không? Đó, đây là những cái cọng dây chì nè. Đó, người ta đem về rồi người ta quấn ha các bạn. Cọng dây chì này á, là nó mềm hết các bạn. Đó, người ta đem về rồi người ta quấn. Đây các bạn thấy là những cái cọng này nó mềm lắm chứ nó, đây là bẻ được nè. Đó, người ta về người ta tạo cái cành hoặc là những cái bộ rễ đó người ta quấn, rồi nó sẽ theo cái thời gian đó nó uốn lượn hết các bạn. Đó, thì người ta mới tạo được cái những cái tác phẩm được như vậy. Đây là cây mai chén thủy này các bạn, nó có cái gốc nè. Ở nhà mình có cây mai chén thủy là mình trồng gần 10 năm rồi các bạn ơi, mình bỏ lăn lóc vậy mà nó không có chết. Đó. Ok, rồi mình quay trở lại nhà mình quay cái cây mai chánh thủy cho các bạn xem. Các bạn ơi, phần phía nhà mình có cây mai chánh thủy. Các bạn đố các bạn á, là cây mai chánh thủy này nó nhỏ xíu thôi. Các bạn thấy mình dục ở ngoài hè nè, mình có trồng mình để mà cây mai chánh thủy này, cái cây cái gốc này mới được 10 năm mà nó bị lớn này nè các bạn, nó nhỏ xíu à. Đó, cây này là được 10 năm, nó hơn tuổi con mình nè các bạn. Đó mà mình vứt ở ngoài vườn, ở ngoài đâu đó nó cũng sống được hết trơn bạn, lâu lâu mình mới tưới nước một lần. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Cái cây này mình có biết tạo hình gì đâu. Bữa hổm mình xin cái cọng dây kia, cái cọng dây chì ấy, mình quấn đại thế nè. Cái anh nhà vườn nó trời ơi không biết quấn gì hết trơn trời. Đó, tại vì mình thấy như vậy mình quấn cho nó cong thôi, nhưng mà thôi bây giờ mình không biết thôi mình bỏ đại luôn rồi. Đó, các bạn thấy nó lên tán lá mà đôi khi mình cắt hết nó còn cái thân không nè. Đó, cái gốc cây nhỏ xíu này mà đã 10 năm rồi nè. Cái chậu này đó các bạn. Đó. Cho nên là những người chơi cây cảnh các bạn biết rồi, họ rất là tỉ mỉ và họ rất là chăm cho cái bộ rễ của cây ha các bạn. Thời sáng hôm nay mình quay những cái cây cảnh và mình chia sẻ cho các bạn những cây kiểng mà chơi ha các bạn, để các bạn xem giải trí thôi. Thôi xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người nhấn vào nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha. Rồi chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, chúc cuối tuần thật là vui vẻ nha.